Minh Dự TV xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, trên tay mình là chiếc A750 các bạn. A750 là A7218 ha. Máy thì cũng xài được mấy năm rồi. Nhưng mà cái máy này do bị hư màn hình đó các bạn. Mình thì nó không biết là lý do gì nó hư, nhưng mà khách đem đến mình thì cái màn hình nó còn lành lặn lắm các bạn. Đây màn hình để mình lấy cho các bạn xem. Mình nó còn lành lặn ha, nhưng mà nó không có đó, không có có hiện tượng bể nứt hay là da đập gì hết, nhưng mà không lên màn hình đó, tối thui tối mù. Rồi cái lưng sau cái máy này cũng bị bể, có khả năng là nó da đập nhưng mà nó không da đập trực diện các bạn, cho nên là nó hình ảnh nó mắc nhưng mà hiện tượng bể thì không có đó. Rồi sau đó mình sẽ thay cho khách một cái chiếc màn hình nữa các bạn đó ha. Cái màn hình này là mình thay loại màn hình OLED chứ không phải AMOLED hay các bạn. Thì nhìn chung là màu sắc đẹp đó các bạn, màu sắc cũng chung thật lắm. Đây là màn này giống như màn AMOLED các bạn, không phải là mọi loại phóng quang ha đó, nhưng mà cái màu sắc rất là khá đó, chứ không phải là như cái màn hình chế của phóng quang vô, thì phóng quang vô thì nó màu nó không được đẹp bằng. Thì này cũng 8-10 so với cái màn hình gin ha, thì giá cả nó cũng nó mềm hơn so với màn gin cũng vài trăm ngàn các bạn. Thì mùa dịch này mình tiết kiệm được như tiết kiệm thì cũng đỡ được phần chi phí. Cái máy thì đã thay xong rồi, giờ mình chỉ chờ khách tới lấy thôi. Mình có quay lại quá trình thay thế chiếc màn này, thì các bạn nào có nhà hứng mà muốn tự mua mình về thay ở nhà để tiết kiệm chi phí thì mời các bạn xem video clip chi tiết của mình ha. Cảm ơn các bạn đã dành theo dõi video của mình. Rồi chúng ta sẽ tiến hành vào cái việc thay thế của mình nha các bạn ha. Lúc nãy khách đem đến thì cái lưng sau này nó bể nhiều quá, cho nên mình đụng cái nó gớt ra hết luôn này. Cho người ta xài cấp lưng nó vẫn còn nó bể ra và nó vẫn giữ được trong trong cái vỏ, nhưng mà sự thì mình gỡ ra nó muốn bung luôn đó. Thì nãy mình lấy tay mình tách ra nó gớt ra ngoài tùm lum hết đó. Cái này mình sẽ tin các bạn, nó cũng bén lắm đó nha, dễ đứt tay lắm. Thì mình gom để bên đi ha. Rồi mình sẽ tiến hành mở máy ra để mình thay màn hình đó các bạn. Mình cũng có chuẩn bị cái lưng sẵn nè. Cái lưng chuẩn bị sẵn rồi. Đó, cái lưng dán keo ha các bạn ha. Đó. Rồi với cái màn hình. Màn này bình thường ha các bạn, cái màn này là OLED, còn cái hình này là AMOLED các bạn. Thì nó cũng 8-10 giờ so với mình gin ha đó. Thì mà hình này không có phản quang nha các bạn, mình OLED này nó giống như mình AMOLED vậy đó, nó không có phản quang, nhưng mà cái chất lượng nó thì nó không có bằng với so với màn hình gin thoải mái. Rồi cái lưng nó đã bung ra rồi thì mình tiến hành là giãn ốc ra, mình sẽ tháo cái lưng này cái khung sườn ra để mình tách màn hình ra các bạn ha. Rồi bắt đầu thôi, lấy cái đầu để chỉnh hết mấy con ốc vô để ngồi gớt lung tung. Máy này dịch bệnh hoành hành quá trời các bạn ơi, ngày nào cũng lên mấy ngàn ca chứ, thấy nè ớn lạnh luôn ha. Đó ha. Giờ mình sẽ lấy cái sim các bạn. Sim có thể nhớ này ha. Rồi mình tiến hành mở từ đây ra ha. Đó, chỗ nó mỏng mình dễ gỡ ra đó các bạn. Rồi. Giờ mình sẽ tiến hành ấy đi, tiến hành mình gắn màn cho đi, gắn màn cho mình test qua nghe các bạn. Rồi gỡ chuẩn bị trước ha, rồi gắn màn cho. Rồi mình sẽ lấy cái nhíp mình kẹp mắt nguồn lên ha. Nhíp mình kẹp chân này mới ngủ lên.
Rồi, lên đi các bạn. Này là A750, A718 các bạn ha. Rồi mình sẽ vào một cái này người ta cho để cái chế độ màn hình tối các bạn. Độ quá sáng xanh tắt đi cho dễ nhìn. Rồi nhưng độ sáng cao lên. Cho các bạn dễ thấy ha. Cái này do người ta cái này, chế độ màn hình cái chế độ mà chế độ tối các bạn. Giờ mình chuyển cái chế độ mình sáng đi cho dễ nhìn nè. Chế độ tối bật nè, bật ngược lên đây ha cho dễ nhìn. Đó. Dễ nhìn nè. À, cho nên mình nhìn cái kia nó khó quá, nó tối tối. Đó rồi ok. Bấm sao thăng không sao thăng ha. Rồi. Giờ mình sẽ tiến hành test cảm ứng nha các bạn. Đó mình giảm cái lần cái đường đi nè, nó phải liền mạch ha. Không được đứt nét. Nó đứt chỗ nào á là chỗ đó nó bị liệt á. Giả sử như giờ mình vẽ tới đây. Mình vẽ tới đây cho mình vẽ tới đây luôn. Đó, nó liền được hết mà tới đó nó không ăn được cái đoạn đó là nghĩa là đoạn đó nó có vấn đề đó. Mình sẽ vẽ theo đường chéo này nữa đó. Nếu mà nó có vấn đề thì một test này nó sẽ không hoàn thiện được các bạn ha, nó sẽ không hoàn thiện được thì nó không có cho mình qua cái bước này, nó không hoàn thành được cái công việc nó thì nó không cho qua bước này ha. Giờ mình vẽ nè, mình vẽ lại tí xíu này nè, nó liền lại hết thì nó sẽ cho mình qua bước này đó. Nghĩ ra gì là ok. Còn cái này thì mình kiểm tra cái điểm chết màn hình nha các bạn. Đó màu đỏ này các màu tươi, cái màu xanh cũng vậy luôn, nghĩa là ba màu này phối trộn nhau là ra cái hình ảnh của mình xem đó các bạn. Rồi kiểm tra camera các bạn. Camera bị bụi vô cái gì nước vô vậy nè. Đó, camera đó các bạn, camera ok ha, nhưng mà nó dơ, bị dơ, camera bị dơ, camera sao bị dơ. Rồi mình tắt nguồn máy để mình mở màn hình cũ ra, mình thay gắn màn hình mới vô các bạn. Rồi với máy là chắc chắn hơn mình rồi đó, tại vì cái màn hình máy bây giờ nó các bạn nhìn thấy rất là đẹp nhưng nó không có hiển thị nha. Nè các bạn thấy không, không có vết nứt luôn, không có một cái chỗ nào mà nó bị cái hiện tượng hư hỏng hết trơn đó, nhưng mà nó vẫn mất hình nha các bạn. Do cái này có thể do đập mạnh quá nó bị hư cái phôi bên trong các bạn, cái phôi, cái lớp phôi ở dưới cái nền kiến này nè nó có vấn đề. Rồi giờ mình sẽ tiến hành mở cái màn cũ ra ha. Giờ mình dùng máy cò đi, các bạn ở nhà có thể dùng máy sấy cho tiện ha, mình ở đây mình có máy cò. Đó mình sẽ cò như thế này, mình cò xung quanh cái máy giường máy nè. Đó ở dưới bụng nó có keo nha các bạn, cái dòng này dưới bụng nó có keo nha. Dùng cái dung dịch 530 mình xịt hết các bạn ha. Xịt cho mở cho nhanh hơn với cái cò. Để cái dòng này mình dán keo bụng á, mình cò cái lượng nhiệt nó tiếp xúc với cái phía keo nó khó lắm. Cho nên mình cò nó ấm lên mình dùng tách ra được một chỗ vậy đó. Mình dùng cái chai xịt mình xịt vô cho nó thẩm thấu vô trong. Mình mở cái màn hình nó sẽ dễ hơn. Đó, chua cơ lại, tắt ra được rồi.
keo keo lại để ta đưa cái lớp keo ra các bạn. Keo nó nhiều lắm. Keo keo lại. Giống như là cưa gỗ vậy. Ồ ơi, dầu nó chút cho nó ra, từ nó ra. Gần ra đó các bạn. Đó, nhẹ nhẹ tay đỏ ra. Yeah. Okay. Thấy không? Đây. Mà thấy không? Mình rất là đẹp. Đâu có bị mà giai đọc mạnh đâu. Nghĩa là phía sau á, giai đọc phía sau tới các bạn. Chứ không phải là trực diện đó, nghĩa là mình là rất là đẹp luôn mà nhưng hơi không biết vì sao nó thăng thiên nhưng không biết nữa. Ổn quá ha. Đây. Còn đây là cái màn hình ngoài này như là hình lô đó các bạn. Không biết cái này nó tự nhiên nó có cái một cốc đây không biết các bạn. Rồi, vậy ha. Đó thì nó cũng 80 thôi so với màn màn này màn zin các bạn. Đó, màn lô màn này zin ha. Đó. Nó thiết kế cũng na ná nha các bạn. Thiết kế chỗ cái cổ cáp nè. Cổ cáp hai cái cũng na ná nhau ha. Đó. Rồi, mình sẽ tiến hành vệ sinh cái keo ở trên cái màn kia rồi mình gáp này vô nữa. Rồi, tiến hành mình vệ sinh cái keo sườn ha. Để mình gáp vô cho nó. Keo nó cũng chảy ra, nó nhầy ra, hơi khó chịu các bạn. Chính tay nó hơi gích. Làm ỉ dơ. Chùi cho lo sạch ra hồi giáp vô khó chùi lắm. Chùi trước đi. Chùi cho màn lo nó sạch đẹp ra. Rồi cái màn hình nó giáp vô mới mà cái nhìn đây nó dơ, nó thấy nó kỳ lắm. Keo này mình không vệ sinh sạch một hồi là nó... Mình dán keo kia chồng lên nó không ăn nha các bạn. Rồi sau hồi mình kỳ cọ thì nó cũng sạch đây các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành vào keo cái viền này ha. Rồi mình sẽ gắp hình vô. Rồi tiến hành vô keo ha. Đây mình dùng keo đen nha các bạn. Keo đen huyền thoại luôn. Đó T7000. Keo đen thằng thánh chứ. Đó mình sẽ dùng keo này mình cho vô cái viền này nè. Đó mình sẽ đi theo cái viền này. Cái viền này nó mỏng lắm các bạn. Cho mình vào keo nó vừa phải thôi, đừng có nhiều quá nó tràn ngược vô cái viền của màn hình nha các bạn. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhưng mà mình sợ nó có quá chắc keo này cũng là dạng quá chắc các bạn, làm cho cái màn hình nó bị nó làm cho cái keo nó tràn vô đó nó không tốt, sợ nó bị gọt màn hình đó các bạn. Rồi, mình sẽ dán một vòng keo dưới này luôn ha cho chắc ăn ha. Lỡ gây gớt nó không có bung của mình ra các bạn. Đó mình dán giống như keo zin của người ta dán các bạn. Rồi. Ok ha. Rồi mình sẽ ấn cái màn vô, rồi mình lấy thun cột lại. Đó. Này nó có lớp ganti các bạn. Này lớp gọi là lớp ganti ha. Lớp này lớp ganti nè. Sẽ gọi lớp ganti ra. Đó. Đó, mình gỡ lớp ganti ra ha. Này lúc này nó có lớp keo hai mặt. Mình gắn cái cổ cáp màn hình vô đây. Này thì gỡ bỏ luôn. Đó. Rồi. Ốp màn hình vô, mình đưa từ dưới lên ha. Đó, cáp nó chui vô đây rồi, cái mình để mình căng từ mép dưới với ngược lên. Đó. Rồi. Gắn camera vô luôn hả các bạn. Để mình lúc nãy mình gỡ ra mình sợ bụi nó vô chưa. Thứ hai mở nguồn lại lần nữa ha. Lên các bạn.
Rồi mình sẽ cột cái thun lại cho keo nó khô cái mình đi, rồi xem hồi nữa mình tiến hành mình làm tiếp cho các bạn xem ha, chứ để mà cái keo nó gập đây nè, mình vừa quay vừa làm cho các bạn á, keo nó sẽ bị gập ra, nó không có im á, cho nên ta xài nó dễ bị bung cái màn hình ra lắm. Giờ cho chắc ăn á, mình sẽ dừng ở đây, mình để cho keo nó khô. Rồi, các bạn ơi, sau 15 phút mình để cho keo nó khô, nó cứng lại các bạn, giờ nó cứng lại ha. Giờ mình sẽ tiếp tục mình gắp cái khung sườn vô các bạn, rồi sau đó mình sẽ dán keo lưng vô ha. Đã. Giờ mình tiến hành mở thun ra lại, làm xong làm hồi xong mình phải dán keo lại nữa các bạn, dán keo lưng á, lưng của cái máy này cũng như là xài keo. Rồi vệ sinh cái này ra đi, đó keo cũ nè. Rồi mình tiến hành làm vài phút nữa là xong ha. Bóp mấy cái cho cái nhẹm vô các bạn ơi. Rồi xét vào đây ha. Rồi ok. Ok. Rồi. Tiến hành giải ốc vô ha. Ok các bạn. Rồi mình sẽ dán cái lưng vô các bạn. Mình sẽ dán cái lưng vô. Lưng này nó có keo sẵn cho mình nè, nhưng mà keo nó không biết đảm bảo nữa, mình phải thêm keo dặm theo cho chắc ha. Đó, keo nó tràn ra mí luôn nha. Đó, keo này nên keo hai mặt các bạn. Độ bám nó không có cao bạn ơi. Rồi mình sẽ thêm keo ở nhà vô ha. Nhanh chưa? Rồi tạm dừng ha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi các bạn video của mình ha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau ha.